Em mến chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một cái động cơ Kubota đời 850-02 nha anh em. Thì con này nó 90 ngựa, 90 PS nha. Nằm của nó là một tắc mốt nha. Thì con này tua 28 tới 3000 nha anh em. Thì con này nó nặng khoảng 250 kg. Đó, turbo luôn, Kubota. Đây cái turbo nè. Con này là vét kim nha anh em, heo tròn vét kim. Đó thì con này em mới cắt cái đầu này ra nha, đó. Nó về là nguyên bộ như vậy đó. Nó nguyên bộ công lê đó, khá là đẹp luôn, cái cũ nó sao nè, khá đẹp ha. Thì con em đã rửa ráy rồi, em cho test nổ rồi nè. Con này nó xài heo tròn nè đó, heo tròn heo test á, vàng ở dưới heo test vậy đó. Cơm dầu ha, củ đời đây là cái bên thủy lực. Con này là bét kim nha anh em, cái kim 5 lỗ nha. Rồi không dài dòng anh em nữa thì em sẽ test nổ cho anh em mình xem nha. Thì con này là Kubota đời 850-02 90 PS, lồng một cách mốt nha anh em. Rồi đây em sẽ tắt máy nổ cho anh em mình xem luôn. Giữ máy bơm qua chưa đủ nha anh em. Turbo nó rất là thích nha, turbo thích hả. Bao hơi bao khói cho anh em luôn, không có mũi nữa nè, không có một miếng hơi.
nổ khá là dữ luôn anh em, 90 ngựa rồi. Thì con này nó xài có cái tắt điện lên nha anh em, đây gắm điện vô thì nó mới nổ nha. Cái này gắm 12 thôi đó. Thì mấy cái bơm dầu đồ đầy đủ hết ha, lục dầu đó, bơm dầu nữa nè đó. Máy này em mới cắt không biết cái trên xe nào nó về nguyên bộ đó, đó em cắt ra cái đuôi sao đó. Đó, còn cái này là cái máy nó về vậy thôi. Mấy con này anh em chạy vỏ lãi lớn là đúng bài luôn, chạy thiền cỡ 5-6 tấn đâu ha, 7 tấn rồi chạy con này là đúng bài luôn, về gắn cái hộp số lên nữa chạy hết thuốc. Bét kim không cần xong bét nữa nha anh em, đây là nổ heo thứ heo nạp nè, đây là nổ đề nổ thôi. Rồi anh em nào mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại là 0913948706 hoặc 0913719579, hoặc số điện thoại 0777972826 nha. Kết bạn Zalo hoặc gọi nha anh em, em sẽ báo giá cho anh em nha. Thì em cũng xin nhắc lại luôn, con này là 90 ngựa tua 283.000 nha anh em. Thì cái tua máy thì nó đang niêm ga như vậy nè, anh em thấy cần ga không đó, nó chỉ có gần tì thôi đó, nó chưa có hết ga maximum nha. À, chì đổ niêm này hết nè, anh em xả là có thể là tua của nó lên tới tầm 3,5. Dòng này tua nẹ tua lẹ này, heo này heo nạp đó, heo tròn. Tua này nó mạnh lắm, giống như mấy cái chiếc phẹt rồi nè, giống như mấy con phẹt mạnh khủng khiếp. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh em ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em. Thì con này mới rửa ra nha anh em, rửa ra vệ sinh đồ sạch sẽ để quay cho anh em. Dây cô ro đồ chưa có bắt vô luôn nè, về chưa không có dây cô ro nó quạt rồi nó không có, nó nó về là xài bằng trên xe gì đó không biết nữa. Nó gắn trên xe gì mà chắc xài quạt rồi bật điện quá, này nó không có quạt. À, em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh em ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em.